Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi mà tôi chia sẻ những cái kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các anh chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Và quay trở lại cái podcast ngày hôm nay, thì như thường lệ hôm nay chúng ta sẽ ngồi bên bờ hồ, chúng ta sẽ tâm sự với nhau, trò chuyện với nhau, câu chuyện về trading. Và cái chủ đề ngày hôm nay, một cái chủ đề rất là quan trọng. Tôi muốn đặt cái câu hỏi cho các anh chị là các bạn đã thực sự bỏ cuộc với cái công việc trading và đầu tư, hoặc là trong đầu các bạn đã từng suy nghĩ rằng là các bạn muốn bỏ cuộc, các bạn thấy là trading và đầu tư nó không phù hợp với chính các anh chị, các bạn thấy là hình như thị trường nó đang chống lại chính mình, đặc biệt là những anh chị mà đã từng giao dịch forex hoặc là crypto, đặc biệt các bạn mà giao dịch phái sinh margin future, thì tôi nghĩ các bạn đã từng trải qua những cái cảm giác như vậy. Tức là sau những cái lần thua lỗ rất là nặng, cháy tài khoản, thì các bạn thực sự là muốn bỏ cuộc. Đã rất nhiều lần là bỏ cuộc, muốn rời thị trường, nhưng mà sau đó cũng quay lại. Và bây giờ cũng đang nằm trong cái trạng thái là nửa thì vẫn muốn tiếp tục, nửa thì thấy là gần như không có một cái con đường nào cho mình cả. Có anh chị nào đang rơi vào cái trạng thái vô vọng như vậy không? Nếu có thì comment nha. Và cái podcast này nó dành cho các anh chị, và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cách các bạn vượt qua những cái giai đoạn đó nó như thế nào. Bản thân tôi trong quá khứ cũng như vậy, cũng đã từng rất nhiều lần tôi đã thực sự muốn bỏ cuộc, và sau đó tôi vẫn tìm cách, tôi tiếp tục tiến lên. Và sau này khi mà đã đi với thị trường rất là nhiều năm, tính ra năm nay là cũng hơn năm thứ 10 rồi, thì tôi mới nhận ra được những cái bài học nó rất là quan trọng. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, thì tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của tôi nó sẽ giúp ích được cho các anh chị. Thì quay trở lại với vấn đề, bản thân chúng ta cũng rất nhiều anh chị đến với cái thị trường đầu tư tài chính, đặc biệt các bạn đến với cái công việc trading á, thì cũng mong muốn là kiếm một cái nguồn thu nhập, cũng mong muốn là kiếm được một cái mức lương hàng tháng để làm sao mà cover được cái mức chi phí sinh hoạt ở bên ngoài kia. Đặc biệt là có rất nhiều anh chị, các bạn thấy là cái công việc của các bạn rất là áp lực, hoặc là công việc thu nhập thấp, và các anh chị thấy thị trường này có thể kiếm được rất là nhiều tiền, và nghe những cái lời quảng cáo, những cái lời đồn đại ngoài kia là trading dễ lắm, vào thì có thể có những cái hội nhóm xe kèo, những cái hội nhóm đọc lệnh, hoặc là có một số chuyên gia gì đó họ giao dịch, họ cho lệnh các bạn chỉ cần giao dịch theo thôi thì có tiền. Rất nhiều người suy nghĩ là trading nó dễ dàng như vậy. Nhưng khi thực sự các bạn vào những cái hội nhóm đó, các bạn vào các bạn giao dịch thật sự, thì các bạn thấy hình như trading nó không dành cho chính các bạn. Bởi vì là sau một cái thời gian ngắn thôi, các bạn vào giao dịch thì gần như số tiền các bạn có cũng mất sạch, mất hết. Thậm chí các bạn vào những cái hội nhóm xe kèo, rồi nhờ những cái chuyên gia họ gỡ dùng các cái lệnh mà thua lỗ hoặc là cứu tài khoản, sau đó cũng bị cháy sạch hết. Những chuyên gia đó cũng đốt cái tài khoản của các bạn luôn. Rồi nhiều anh chị khi mà các bạn bị áp lực, khi các bạn bị stress, các bạn không có dám giao dịch nữa, thì các bạn thấy là có rất nhiều người họ quảng cáo về những cái robot giao dịch, mà chỉ cần là các bạn kết nối cái bot giao dịch đó thôi thì nó sẽ tự giao dịch cho các bạn, tự kiếm được tiền cho các bạn. Các bạn thấy những cái lời quảng cáo như vậy và bỏ tiền ra mua những cái con bot giao dịch đó tràn lan trên thị trường cũng tốn mớ tiền. Tôi biết có một số anh chị mua những cái con bot giao dịch là 2.000 đô, 3.000 đô, 5.000 đô. Và sau đó các bạn kết nối vào giao dịch cũng sau một cái thời gian ngắn, đầu tiên thì có thể kiếm được lợi nhuận, sau một cái thời gian ngắn cũng dính những cái lệnh thua lỗ lớn, và sau đó cũng cháy tài khoản. Và các bạn là rất là chán nản, rất là tuyệt vọng. Tức là đã đi học rất nhiều người thầy, rồi đã tìm kiếm rất nhiều những cái công cụ hỗ trợ, cài đặt rất nhiều những cái công cụ chỉ báo, học rất nhiều những cái chiến lược giao dịch, nhưng sau đó thì vẫn cứ thua lỗ. Và nhiều anh chị đưa ra cái kết luận rằng là không thể kiếm được tiền từ trading, hoặc là cái công việc này nó không phù hợp với chính các anh chị.
thì bao nhiêu anh chị đang nằm trong cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể comment nha. Bởi vì tôi muốn là những cái podcast như thế này ấy, là một cái buổi chia sẻ, giao lưu. Và đặc biệt các anh chị có những cái câu hỏi nào, các bạn hãy đặt cái câu hỏi. Thì tôi hy vọng là những cái kinh nghiệm của tôi cũng có thể giúp ích được cho các bạn. Thì rất nhiều anh chị đến với thị trường với cái tư duy nghĩ rằng trading dễ kiếm được tiền lắm. Trading thực sự đơn giản. Nhưng khi mà các bạn vào trong giao dịch thì lúc này các bạn mới thực sự thấy được là nó không hề đơn giản, không hề như những cái lời quảng cáo. Và khi mà vào trong thị trường này thì lúc này các bạn thấy là rất là áp lực, rất là stress. Mình nghĩ là mình đến với thị trường này mong muốn cái sự tự do, đúng không? Nhưng sau đó vào trong này thì thời gian gần như là 24/24 là cắm mặt với cái máy tính, với cái điện thoại, lúc nào cũng stress, lúc nào cũng áp lực, trong giấc mơ cũng chập chờn về những cái lệnh lời lỗ, đúng không? Đặc biệt mà những lúc mà gồng lệnh thua lỗ nữa, mà đặc biệt những lúc mà tài khoản nó gần cháy nữa, thì tôi nói các bạn là rất là áp lực, rất stress. Gặp ai cũng muốn gây lộn, gặp ai cũng muốn nhiều khi là muốn đục vào mặt người ta một cái. Thấy cái gì cũng khó chịu, đúng không? Thì tôi cũng đã từng các bạn. Và cái việc đó là thường xảy ra hơn 98% những cái người mới tham gia vào thị trường hoặc giao dịch một cái thời gian dài rồi. Các bạn đều phải rơi vào cái trạng thái như vậy. Tôi dùng từ là phải rơi các bạn, bởi vì là đó là một cái giai đoạn tiến hóa. Để đầu tiên là những người nào mà họ không thể vượt qua được thì chắc chắn họ nằm trong cái nhóm 98% là rời bỏ thị trường. Chỉ có thực sự 2% các bạn, tôi thấy thực sự chỉ có khoảng tầm 2-3% thôi là có thể đi được 2-3 năm. Và lúc này bắt đầu họ mới nhận ra được rất nhiều điều mà cái nhóm đầu tiên họ không nhìn ra được. Rất nhiều người vào trong thị trường này hổ báo, đúng không? Nhưng sau này họ mới nhận ra được, à, thị trường này mình muốn thắng thì mình phải là không có cái tôi, mình phải là follow theo thị trường, mình phải có stop loss, mình phải biết chờ đợi, mình phải biết kiên nhẫn. Những cái thứ này có thể các bạn đã được đọc trước đó, đã được có thể là nhiều người chia sẻ với các anh chị, nhưng tôi khẳng định luôn là các bạn không thể hiểu được. Cũng có một lần, cũng trong một cái lớp học mà tôi đi học đó các bạn, tôi đi học rất là nhiều người thầy nha, thì có một bạn nữ rất là tốt bụng, bạn hỏi tôi là anh đã từng đốt tài khoản nhiều chưa, thì mình nói nhiều lắm. Thì bạn nói là có cách nào anh chỉ em để em là không có bị cháy tài khoản, tại vì là em nghĩ là có thể học được từ những cái thất bại của người khác để mình tránh đi. Thì thực ra những cái lý luận, những cái lý lẽ đó nghe nó rất là hợp lý các bạn. Cũng giống như kinh doanh, các bạn thấy mà những người ta thua lỗ hoặc là những cái gì người ta sai lầm thì mình có thể đúc kết ra được. Nhưng mà thực sự trong trading nó rất là khó các bạn. Thì khi mà tôi nói với bạn ấy là thực ra khi anh kể cho em thì em khó mà có thể làm được lắm. Bởi vì thực ra là em cũng phải đốt một vài cái tài khoản thì em mới hiểu được cái cảm giác cháy tài khoản nó như thế nào. Em mới hiểu được là cái thị trường này nó khắc nghiệt như thế nào. Và lúc này em mới hiểu được là em nên làm gì. Và lời khuyên chân thành mà anh dành cho em là em hãy dùng một cái số tiền nhỏ để giao dịch thôi. Ví dụ như là em có tài khoản 10.000 đô thì em nên bỏ vào cái tài khoản đó ví dụ như là 100 đô, 200 đô để em giao dịch thử đi. Em hãy làm sao giữ được cái tài khoản đó trong 6 tháng. Thì bạn nói là anh chỉ cái cách nào thì chỉ luôn đi. Chứ anh nói như vậy thì chả giúp được gì cả. Thì bạn ấy giận tôi. Các bạn, nhưng mà sau khi mà hai anh em chơi với nhau khoảng tầm cũng 2 năm thì sau này bạn mới nhắn tin cho tôi là bạn cảm ơn. Bạn nói là trước đó anh có chia sẻ với em rồi nhưng mà em không hiểu. Thì sau này khi mà trải nghiệm, khi đã đốt một vài cái số tiền rất là lớn và có những lần rất là stress, rất là áp lực và rất muốn từ bỏ thị trường, thì nhớ lại những cái thứ mà anh chia sẻ thì lúc này em mới có được cái gọi là cái sự suy ngẫm. Thì em mới thấy rằng những thứ anh chia sẻ nó đúng quá. Nhưng mà trước đó tại sao em không có nhận ra được? Thì tôi nói các bạn là trong thị trường này, chỉ khi các bạn phải trải qua thì các bạn mới có thể hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ. Còn nếu những anh chị mới, tôi nghĩ là các bạn khó mà thấm lắm. Đặc biệt những anh chị nào mà đã từng gồng lệnh, tài khoản nó mấp mé cháy, gọi là ngọn đèn trước gió. Rồi nữa là
nhiều anh chị mà nào mà đã từng mà nạp tiền thêm vào gồng cái tài khoản sắp cháy thì các bạn mới thực sự hiểu được cái sự khắc nghiệt của trading nó như thế nào. Còn mới mà vào á, cứ thấy người ta kiếm được tiền á, thì nghĩ rằng nó màu hồng, đúng không? Và rất nhiều anh chị khi mà các bạn sau một vài lần như vậy thì các bạn á, thấy rằng cái thị trường này nó áp lực quá. Đầu tiên các bạn bỏ công việc bên ngoài, các bạn đến với trading này với cái giấc mơ như thế nào thì các bạn rời đi rất là nhanh. Và các bạn bỏ và các bạn không muốn quay lại với cái công việc này nữa. Không muốn nhắc đến cái từ trading nữa. Bởi vì nhiều anh chị ấy, các bạn đúc kết ra được những cái bài học là vào trong này người ta lọc lừa mình không à. Người ta nói với mình là vào đây dễ kiếm tiền lắm. Rồi một số anh chị hướng dẫn, rồi sau đó vào là mất tiền, cháy tài khoản. Rồi robot giao dịch cũng thua, rồi copy trade cũng thua, rồi ủy thác cho trade cũng thua vân vân, đúng không? Thì nhiều anh chị hỏi với tôi rất là nhiều về trading. Thì tôi muốn là cái kênh YouTube Tuệ Trading này này là một cái nơi chia sẻ cho các bạn thấy sự thật về cái công việc trading, về cái công việc đầu tư tài chính, để các bạn có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thế nên những anh chị nào mà đã từng bỏ cuộc và đang muốn bỏ cuộc thì cái podcast này nó sẽ dành cho các bạn. Thì tôi biết có rất nhiều anh chị, các bạn cũng đã từng mất rất nhiều năm, 3 năm, 5 năm trong thị trường này, nhưng vẫn cứ thua lỗ. Và đặc biệt là các bạn không nhận ra những cái bài học. Thì cá nhân tôi coaching, tôi cũng làm việc với rất nhiều những anh chị trong cái nhóm đầu tư, đặc biệt là tôi coaching 1-1 á. Thì tôi thấy cái vấn đề của các anh chị như thế này nè. Thông thường các bạn biết được cái vấn đề của các bạn, các bạn nhận ra được cái sai của các anh chị trong từng cái lệnh giao dịch, trong cái việc các bạn nhồi lệnh, trong cái việc các bạn không có stop loss, trong cái việc các bạn vào cái vốn giao dịch lớn dẫn đến cái việc các bạn tài khoản thua lỗ và cháy. Nhưng mà các bạn vẫn cứ lặp đi lặp lại cái sai lầm đó. Sau những cái lần vùi tóc bứt tai rồi lặp lại chính cái sai lầm đó, thì có cách nào để thoát ra được không? Thì tôi khẳng định với các bạn là có, nhưng phải dành cho những anh chị các bạn có cái chiều sâu. Các bạn chịu quan sát vào chính bản thân các bạn. Các bạn phải thực sự hiểu được cái tâm thức của chính mình. Các bạn nhận ra vấn đề và các bạn hoàn thiện liên tục. Và giữ cái điều đó trong một cái thời gian rất là dài. Cũng có một bạn học viên hỏi tôi là cái điều gì mà trong trading khiến cho anh thấy khó. Thì tôi khẳng định với các bạn là cái mà tôi thấy khó nhất là cái việc duy trì cái sự ổn định trong một thời gian dài. Bởi vì các bạn biết là có nhiều anh chị các bạn thắng được 3 tháng, 6 tháng, 1 năm rất là tốt. Nhưng chỉ cần một lần các bạn sơ suất, một lần các bạn sai, một lần các bạn không kiểm soát được cái cảm xúc, cái hành vi, cái tâm lý của các bạn thôi, thì chỉ cần một lần bốc đồng thì toàn bộ số tiền các bạn kiếm được là bị đốt trong vòng vài phút thôi. Có anh chị nào đã rơi vào trạng thái đó không? Tôi nghĩ chắc chắn là phải có. Và nếu các bạn chịu khó đọc những cái sách về những cái huyền thoại đầu tư, ví dụ như Jesse Livermore, thì các bạn cũng thấy được là ông là một cái cuộc đời là hiển hách, đúng không? Họ là một cái huyền thoại về trading, về đầu cơ, nhưng cuối cùng cũng gọi là không vượt qua được chính mình và cái khoản thua lỗ lớn, sau đó cũng chết vì cái nghề đó. Thì tôi nói với các bạn là chỉ để thoát ra được, chỉ để có thể mà duy trì được cái sự ổn định thì đòi hỏi các bạn sẽ phải phấn đấu trong bản thân các bạn, và các bạn phải có cái chiều sâu trong tâm thức để luôn ý thức được điều đó và quản trị được chính mình thôi. Nên nếu như các bạn đến với trading này mà đặc biệt là các bạn đang bị khó khăn về tài chính, cơm áo gạo tiền, thì tôi nói thật với các bạn là cái khả năng, cái xác suất các bạn rơi vào cái việc thất bại rất là cao. Bởi vì khi mà các bạn bị tiền chi phối, các bạn không còn cái việc là quan sát, không còn cái việc là chịu kiên nhẫn chờ đợi đâu. Bởi vì lúc này các bạn thiếu tiền, tiền con đi học, tiền trả ngân hàng, tiền nhà, tiền vay mượn này kia, thì không thể nào các bạn có thể bình tâm được. Các bạn, tôi đã làm việc với rất nhiều anh chị, tôi hiểu. Thế nên cái lời khuyên chân thành của tôi dành cho các anh chị là các bạn hãy làm sao tài chính phải vững cái đã.
thì lúc này các bạn mới nói đến chuyện trading. Đầu tư dài thì nó dễ nha các bạn. Ở đây tôi đang đề cập đến cái vấn đề trading ngắn hạn. Thì chỉ khi nào tài chính các bạn phải vững, phải ổn, thì lúc này các bạn xem trading nó giống như một cái thứ mà nó giúp cho các bạn phát triển bản thân, phát triển cái chiều sâu trong tâm thức. Các bạn vào, các bạn tìm kiếm, các bạn chinh phục, thì câu chuyện các bạn sẽ thấy trading là một cái nơi dạy cho các bạn rất là nhiều thứ. Còn nếu các bạn đến với trading vì tiền, thì thực ra ai cũng đến với trading vì tiền các bạn, bản thân tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà đã đi nhiều năm, khi mà đã từng rất nhiều lần lên bờ xuống ruộng, thì tôi mới nhận ra được rằng nếu như mình đặt mục tiêu là một cái người giao dịch giỏi, mình đặt mục tiêu là một cái người kỷ luật, mình đặt mục tiêu là một cái người là follow theo tuyệt đối những cái tiêu chí mình đưa ra, thì lúc này tự nhiên là tiền nó về. Đó là cái kết quả tất yếu của cái việc các bạn giao dịch tốt. Nên là lời khuyên chân thành của tôi là các bạn hãy đừng nhìn vào tiền, mà hãy đặt mục tiêu các bạn chinh phục. Khi các bạn chinh phục cái công việc trading này thì các bạn sẽ dùng số tiền nhỏ thôi, đâu cần số tiền lớn đâu. Và khi mà các bạn đi giải được những cái bài toán khó này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống. Đặc biệt có rất nhiều anh chị, các bạn đến với trading, các bạn bỏ cuộc rất là mau. Thì tôi nghĩ các anh chị khi mà tiếp cận với những công việc khác ở bên ngoài, thì cái cách mà các bạn tiếp cận như vậy, cái cách các bạn rời bỏ thị trường như vậy, rời bỏ công việc như vậy, thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Thế nên tôi muốn các anh chị hãy thực sự các bạn đào sâu, các bạn nghiên cứu và các bạn xem trading là một cái quá trình phát triển bản thân, hoàn thiện tâm thức. Và khi đó khi các bạn giỏi lên thì tiền bạc là cái kết quả đi sau thôi các anh chị. Còn nếu mà các bạn hãy vào thị trường này mà cứ nghĩ đến tiền, thì tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ nằm trong cái nhóm 98%. Các bạn biết khi các bạn giỏi lên thì tiền là kết quả tất yếu mà. Nên cái việc đầu tiên là hãy đặt mục tiêu giỏi đó các bạn. Và hãy học tập theo một cách có chiều sâu. Ví dụ khi các bạn thua lỗ một cái lệnh giao dịch, các bạn có phân tích cái lệnh giao dịch đó, lý do tại sao các bạn thua, tại sao các bạn lại bị thua lỗ cái lệnh đó, có cách nào làm tốt hơn nữa không, cái vốn giao dịch đi như thế nào, cái mẫu hình đó nó có thực sự đẹp chưa, cái lệnh giao dịch đó nó đã đủ tiêu chí để các bạn vào lệnh chưa, rồi khi vào lệnh cái target của các bạn như thế nào, các bạn đã biết cách quản lý cái lệnh giao dịch đó chưa, mục tiêu lợi nhuận như thế nào, rất là nhiều thứ anh chị. Nên nói về trading là nó một cái hành trình nó rất là dài. Thì nếu những anh chị nào mà các bạn đang có ý định bỏ cuộc với trading, thì lời khuyên chân thành của tôi là các bạn đừng nghĩ đến tiền, mà hãy nghĩ là chinh phục cái công việc này. Các bạn có thể bỏ số tiền nhỏ thôi, ví dụ như 100 đô, hoặc là các bạn có thể giao dịch demo cũng được. Nhưng mà thực sự demo thì nó không có yếu tố tiền trong đó. Thì nhiều anh chị các bạn không thực sự là bỏ được cái cảm xúc vào. Ví dụ như giao dịch demo, nhiều anh chị dễ lắm. Các bạn giao dịch, các bạn vào một cái lot rất là lớn, bởi vì các bạn biết là đâu phải là tiền đâu. Rồi sau đó, sau một thời gian các bạn quay lại, các bạn thấy ồ, cái lệnh này giữ gồng lệnh được lời nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà khi mà vào giao dịch tài khoản live thì không phải như vậy, đúng không? Đặc biệt là những anh chị giao dịch forex. Thì cái podcast này tôi hy vọng các bạn hiểu được là trading nó là một cái hành trình dài. Và các bạn đừng nhìn vào tiền đầu tiên, mà hãy học cái cách á là đi dài hạn và hãy chinh phục cái công việc này và xem nó như là một cái thử thách để phát triển bản thân, để hoàn thiện bản thân. Thì khi các bạn nhìn như vậy thì các bạn sẽ thấy trading là một cái thứ mà nó sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều. Thì tôi hy vọng cái podcast này nó sẽ giúp ích cho các anh chị rất là nhiều. Nếu các anh chị có những cái câu hỏi nào, có những cái thắc mắc nào, các bạn có thể comment ở bên dưới, thì tôi sẽ có những cái podcast tiếp theo, có những cái chuỗi video ngắn trả lời cho các anh chị. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa thì các bạn có thể cho tôi một like, hoặc các bạn có thể chia sẻ đến với nhiều người biết hơn. Thì hy vọng giúp được một ai đó cũng là một cái niềm vui rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.